ba bóng hồng từng yêu Trương Thế Vinh hủy hôn với nữ phi công từng yêu Thúy Ngân. Trương Thế Vinh không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Bên cạnh góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám thì anh còn để lại nhiều ấn tượng khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tham gia showbiz nhiều năm, Trương Thế Vinh nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư. Thế nên những bóng hồng xuất hiện bên cạnh nam diễn viên luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Và clip hôm nay hãy cùng Hero Thanh điểm qua ba bóng hồng từng yêu Trương Thế Vinh nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Huỳnh Lý Đông Phương, mối tình sâu đậm với nữ cơ trưởng nhưng rồi hủy hôn sát ngày cưới. Tháng 9 năm 2014, Trương Thế Vinh công khai bạn gái là Huỳnh Lý Đông Phương. Người đẹp này sinh năm 1987 tại Bỉ. Ban đầu, cô học về kinh tế nhưng lại có ước mơ làm phi công. Sau hơn 2 năm đào tạo tại nước ngoài, Đông Phương về nước làm việc và trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam. Công khai yêu nhau được gần 2 năm, cặp đôi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi và lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trương Thế Vinh và Đông Phương đồng loạt chuyển sang trạng thái độc thân, thường xuyên chia sẻ những tâm sự buồn trên Facebook. Việc hình ảnh cả hai không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nhau càng làm tăng nghi vấn mối tình này đã kết thúc. Trương Thế Vinh chia sẻ, anh và bạn gái cãi vã liên tục khi bàn bạc việc tổ chức đám cưới. Trước quá nhiều sự quan tâm từ công chúng, nam diễn viên cũng bị bạn gái nghi ngờ lợi dụng chuyện tình cảm để bia tên tuổi. Cuối cùng, cả hai đi đến quyết định hủy hôn với lý do không hợp tuổi dù đã đặt cọc tại trung tâm tiệc cưới. Thú thật đến bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao cô ấy hủy hôn. Nếu như trước khi đó, chúng tôi có những dấu hiệu như cãi vã, giận hờn hay mâu thuẫn, tôi nghĩ mình sẽ thấy dễ hiểu hơn. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, bình yên cho đến phút thứ 89. Tôi nhớ thời gian chúng tôi chính thức chia tay là tròn một năm sau khi tôi ra MV Phải Buông Tay. Ngôi nhà trong MV là tôi mượn của gia đình Đông Phương để làm bối cảnh. Nội dung MV đến lời ca khúc cũng trùng khớp hoàn toàn với chuyện của chúng tôi về sau. Trương Thế Vinh từng bộc bạch. Sau khi Trương Thế Vinh chia sẻ với truyền thông rằng anh và bạn gái cơ trưởng chia tay do không tìm được tiếng nói chung trong quan điểm sống, Huỳnh Lý Đông Phương cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô viết, hơn 2 năm nay tôi chưa bao giờ ra mặt hay chia sẻ câu chuyện nào về chuyện riêng tư của mình. Giờ đến lúc im lặng không phải là vàng mà là gánh nặng cho tôi và những người tôi yêu thương. Nên hôm nay tôi sẽ lên tiếng. Vinh cũng đã nói rõ với tôi là chia tay không hề có chuyện làm bạn, nên xin anh hãy thật thà với người hâm mộ của anh. Ngoài ra, Đông Phương cho biết trong mối quan hệ với Trương Thế Vinh, cô đã chịu đựng quá lâu và mất quá nhiều thứ để nhận về những thị phi không đáng có. Nhất là khi chuyện đời tư bỗng chốc bị dư luận xăm soi, Đông Phương khẳng định đã im lặng hơn 2 năm qua vì không muốn chuyện riêng bị mang lên mặt báo. Sau khi trải qua nhiều đau khổ, mệt mỏi, cô nhận ra giờ là lúc phải lên tiếng. Sau cùng, Đông Phương cho biết muốn giữ lại sự riêng tư cho mình. Câu chuyện chia tay của cô và Trương Thế Vinh là chuyện riêng, chỉ hai người mới hiểu rõ tại sao. Sau mỗi cánh cửa có một bí mật và tôi tin tốt nhất mọi người không nên tìm hiểu thêm, cô nói. Trước chia sẻ của bạn gái cũ, Trương Thế Vinh thẳng thắn trả lời với truyền thông. Tôi nghĩ cô ấy có ý tố cáo tôi. Sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi đã gọi điện cho nhau để nói rõ ràng. Về phía tôi thấy không cần thiết tiếp tục tranh cãi. Trong công việc, tôi đề cao sự song phẳng, nhưng trong chuyện tình cảm, là đàn ông, tôi không muốn và cũng không thể đôi co với người phụ nữ mình từng yêu. Như Đông Phương nói, sau khi chia tay, cô ấy không muốn làm bạn. Tôi tôn trọng quan điểm đó, nhưng nếu có vô tình gặp nhau ở một bữa tiệc, tôi hy vọng cô ấy vẫn đón nhận lời chào hoặc dăm ba câu hỏi thăm của tôi. Không lâu sau khi chia tay Trương Thế Vinh, Huỳnh Lý Đông Phương tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm 2016. Ông xã cô sinh năm 1987 là Việt Kiều, làm việc trong ngành ngân hàng, khép lại những ồn ào trong quá khứ. Sau 5 năm kết hôn, nữ cơ trưởng hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong vai trò làm vợ, làm mẹ khiến nhiều người hâm mộ. Thúy Ngân được dân mạng tích cực đẩy thuyền nhưng nhất mực phủ nhận tin đồn hẹn hò. Một thời gian dài sau khi chia tay Đông Phương, Trương Thế Vinh không xuất hiện cạnh bất cứ bóng hồng nào. Tuy nhiên sau đó, anh bắt đầu thường xuyên song hành với nữ diễn viên Thúy Ngân từ trên màn ảnh, sân khấu cho đến ngoài đời, khiến dư luận cho rằng cả hai đang hẹn hò. Trong bữa tiệc của một người bạn, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh ngồi cạnh nhau khá thân thiết, còn cùng đeo chung một mẫu đồng hồ. Nhiều khán giả nhận định không thể ngẫu nhiên mà cặp đôi này lại xuất hiện cùng nhau và đeo đồng hồ đôi như vậy. Từ đầu năm 2020, sau khi xuất hiện tin đồn yêu Trương Thế Vinh, Thúy Ngân luôn tích cực chia sẻ hình ảnh như cô gái đang yêu, được bạn trai giấu mặt tổ chức tiệc lãng mạn, tặng quà.
quả chu đáo. Trong ngày Valentine trắng, cô đăng ảnh bó hoa hồng được tặng kèm chú thích: những ai xứng đáng hạnh phúc rồi sẽ được hạnh phúc. Các fan tình ý hiện ra, không gian bên trong xe hơi Thúy Ngân ngồi khá giống với chiếc xe cô và Trương Thế Vinh từng chụp ảnh cùng nhau trước đó. Trong một số game show truyền hình, nhiều nghệ sĩ cũng từng nói bóng gió về mối quan hệ trên mức tình bạn của cặp đôi. Nếu như Trường Giang có lần tiết lộ Trương Thế Vinh đã dắt tay Thúy Ngân về ra mắt gia đình, thì Nhã Phương cũng ẩn ý mong sớm có tin vui từ cả hai. Trước hàng loạt nghi vấn hẹn hò, quản lý của Thúy Ngân cho biết: cảm ơn khán giả đã quan tâm đến Thúy Ngân, nhưng Thúy Ngân và Trương Thế Vinh chỉ là đồng nghiệp hợp ý. Thúy Ngân cho biết Trương Thế Vinh là đồng nghiệp, là người anh mà cô rất quý mến và có nhiều cơ hội ghi hình game show, quảng cáo cùng. Về tin đồn tình cảm, cô khẳng định mình và nam diễn viên chỉ là anh em. Với Thúy Ngân, Trương Thế Vinh là người thẳng thắn, hòa đồng, vui vẻ. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Không những Nhã Phương mà cả anh Trường Giang, anh Thái Hòa đều gán ghép tôi với anh Vinh. Mọi người hay hỏi tại sao tôi và anh Vinh chưa có phản ứng gì với nhau. Vì tôi cũng muốn hỏi mọi người tại sao cứ gán ghép tôi với anh Vinh hoài vậy. Mọi người đã thấy tôi và anh Vinh có phản ứng gì với nhau hay sao? Tôi có tình cảm với anh Vinh, nhưng đó là tình cảm đồng nghiệp. Tôi và anh Vinh làm việc với nhau lâu rồi mà, hơn 10 năm rồi, rất quý mến nhau. Tình cảm là do cảm xúc đôi bên, không thể chỉ có một chiều. Tôi rất quan tâm đến cảm xúc của mình. Cái gì đến thì đến, không đến sẽ không đến. Anh Vinh là gu của khá nhiều bạn nữ, kiểu người ga lăng, dễ thương, tốt tính, chỉ có điều hơi nóng tính. Anh Vinh là người rất hiểu chuyện, đó là lý do tôi quý và làm việc với anh ấy đến tận bây giờ. Thúy Ngân bộc bạch. Về phần Trương Thế Vinh, anh cho biết bản thân không khó chịu về những lời đồn, nhưng cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa. Tôi hiểu là mọi người yêu mến nên muốn ủng hộ tôi và Thúy Ngân, nhưng tôi nghĩ mọi thứ chỉ ở mức dễ thương thôi thì hay hơn. Còn bạn bè đồng nghiệp tôi nghĩ họ chỉ chọc ghẹo cho vui thôi, nhưng vô tình điều đó lại làm khán giả tin hơn. Tôi không muốn chuyện cá nhân tôi thành một cái chủ đề nào đó. Trước đây tôi đã từng có chuyện cá nhân gây ồn ào một thời gian, giai đoạn đó khiến tôi rất mệt mỏi và không muốn lặp lại nữa. Tôi không muốn đứng ra khẳng định hay phủ nhận điều gì hết. Nếu một quan hệ tình cảm của tôi được mọi người ủng hộ thì rất mừng, nhưng cũng không thể vì thế mà tôi công khai. Tôi cho rằng nghệ sĩ chúng tôi đã cống hiến nhiều về cá tính, con người, những gì duyên dáng nhất của mình, nên họ cũng có quyền được giữ lại một chút không gian riêng. Bởi tôi không muốn khi công khai một mối quan hệ, nếu nó đẹp mọi người sẽ tung hô, nhưng nếu nó không tốt lại xét nét, thậm chí người bị ảnh hưởng không chỉ có tôi mà còn cả người bạn gái nữa. Vì vậy, công việc là công việc, còn chuyện tình cảm thì tôi chỉ muốn bình yên và riêng tư nhất, giọng ca tình yêu hoa gió giải thích. Trâm Anh lộ nhiều bằng chứng hẹn hò. Được khán giả tích cực ghép đôi, nhưng có lẽ thuyền Trương Thế Vinh, Thúy Ngân sẽ toang vì loạt khoảnh khắc đáng ngờ của nam diễn viên với Trâm Anh, Á quân The Face 2018. Theo đó, tại một buổi tiệc vào năm 2023, dân tình bắt gặp Trương Thế Vinh và Trâm Anh ngồi cạnh nhau. Cả hai liên tục có hành động thân mật khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của người trong cuộc. Đây không phải là lần đầu tiên dân tình soi được chi tiết đáng ngờ giữa Trương Thế Vinh và Trâm Anh. Vào năm 2021, Trương Thế Vinh đăng tải bức ảnh cùng chú chó lông vàng. Cộng đồng mạng liên tục soi được chú cưng xuất hiện trong ảnh của Trương Thế Vinh giống hệt chú chó nhà Trâm Anh chia sẻ cách đó không lâu. Từ đó, dân tình nghi ngờ cả hai đang hẹn hò và bộ phim Cây táo nở hoa chính thức là nơi giúp họ bén duyên. Thời điểm bị soi hình hẹn hò, Trương Thế Vinh từ chối trả lời, còn Trâm Anh thì lên tiếng phủ nhận. Thật sự tôi không biết thông tin này ở đâu mà ra. Tôi có biết anh Vinh khi tham gia đóng phim và cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thôi.